Chào mừng toàn thể quý khán giả đang đến với chương trình Miền Đông 24 giờ. Chương trình được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Bình Dương. Thưa quý vị, chương trình hôm nay ngày 11 tháng 9 sẽ có những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Bé gái mới sinh bị mẹ ruột bỏ rơi tại bệnh viện. Độc đáo ngôi nhà ở Sài Gòn có nội thất hoàn toàn làm từ chai lọ. Tài tử giày thủy tinh sang Việt Nam đóng phim với Lý Nhã Kỳ. Những mối nguy hiểm cần biết trước khi quyết định nuôi thú cưng. Kính thưa quý vị, cá nóc là một loại cá dễ dàng được tìm thấy ở vùng biển Việt Nam. Loại cá này có chứa chất độc rất nguy hiểm. Theo các chuyên gia nghiên cứu, độc tố của cá nóc tập trung ở da, ruột, gan, cơ bụng, túi tinh và nhiều nhất là ở trứng cá. Độc tố của một con cá đủ giết chết 30 người. Chính vì quá nguy hiểm nên loài thủy sản này bị cấm đánh bắt và không được mua bán, tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. Thế mà mới đây ở Ninh Thuận, lực lượng chức năng vừa thu giữ hàng trăm ký cá nóc xanh chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Sáng nay ngày 11 tháng 9, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa bắt quả tang hộ bà Nguyễn Thị Cúc và ông Nguyễn Hùng trú tại khu phố 3, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm đang tiến hành sơ chế cá nóc. Làm việc với cơ quan công an, vợ chồng bà Cúc khai nhận đã mua cá nóc từ cảng cá Đông Hải với giá 5.000 đồng một ký. Sau khi sơ chế và phơi khô, cá nóc được bán lại với giá từ 50.000 đến 60.000 đồng một ký. Lực lượng công an đã tiến hành thu giữ hơn 100 ký cá nóc xanh và lập biên bản vi phạm hành chính. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác từ Đà Nẵng, khoảng 8 giờ sáng nay, một đám cháy lớn bùng phát tại nhà số 17 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đây nguyên là một quán bar đang đóng cửa sửa chữa, bỗng chốc cháy một cách khó hiểu. Điều đáng nói, đây lại là một ngôi nhà đang bị công an điều tra vì liên quan đến một vụ trọng án. Ghi nhận tại hiện trường có nhất 20 xe cứu hỏa và các phương tiện khác cùng lực lượng chức năng được huy động đến đám cháy hỗ trợ dập lửa. Đến 9 giờ, đám cháy vẫn chưa được dập tắt mà còn có dấu hiệu bùng phát dữ dội hơn. Toàn bộ mặt tiền ngoài nhà và bên trong cháy trụi, lực lượng chữa cháy đã đập toàn bộ tường phần trước của quán bar để nỗ lực dập lửa. Được biết quán bar này đóng cửa đã lâu nên không có người bên trong. Đám cháy còn lan sang trụ sở ngân hàng Maritime Bank, hàng chục nhân viên và cán bộ đang làm việc bên trong ngân hàng Maritime Bank được lực lượng chữa cháy đưa ra ngoài để đảm bảo an toàn. Được biết địa điểm bị cháy là quán bar Leo Night Club do công ty cổ phần câu lạc bộ Leo làm chủ đầu tư. Căn nhà 3 tầng này là một trong 31 nhà công sản đang bị cơ quan Bộ Công an điều tra vì có liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy chưa được cơ quan Công an Đà Nẵng cung cấp. Một thông tin đáng chú ý đến từ Tiền Giang. Sáng nay ngày 11 tháng 9, bác sĩ Võ Thị Thu Hà, quyền giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang cho biết bệnh viện đang nuôi dưỡng một bé gái hơn 10 ngày tuổi sau khi chào đời đã bị mẹ bỏ rơi. Và trong khi nhiều người trông ngóng mong mỏi một đứa con mãi mà không có, thì không hiểu vì lý do gì mà sản phụ này đã để lại núm ruột của mình, biến mất không liên lạc được. Sau đây là thông tin chi tiết của vụ việc. Trước đó, bệnh viện tiếp nhận một sản phụ tên Tê, ngụ xã Phước Thành, thành phố Mỹ Tho, nhập viện để sinh con. Sau khi sinh, sản phụ Tê đã bỏ lại đứa con và rời khỏi bệnh viện. Hơn 10 ngày nay, bệnh viện đã nhiều lần tìm cách liên lạc nhưng không thành công. Được biết bé gái được mẹ sinh thường cân nặng 3,8kg, hồng hào dễ thương. Trong 10 ngày nuôi ở bệnh viện, bé bú bình thường, tình trạng sức khỏe đang tiến triển rất tốt. Hiện tại, bé gái đang được các y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang chăm sóc. Sau thời gian thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nếu người nhà không đến nhận thì bệnh viện sẽ giao lại cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tiền Giang để tiếp tục nuôi dưỡng. Kính thưa quý vị, ở thành phố biển Vũng Tàu có một ngôi trường đặc biệt có tên gọi là Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Nơi đây được xem như một ngôi nhà đầy yêu thương dành cho các đứa trẻ bị mắc chứng tự kỷ. Cũng là nơi mà các ông bố bà mẹ có con bị mắc chứng bệnh này tìm được sự đồng cảm và chia sẻ. Quả thật, khi có một đứa con phát triển không bình thường về mặt tâm lý và thể chất như những đứa trẻ khác, thì các bậc phụ huynh rất bối rối và lo lắng. Làm sao để giúp các cháu có thể hòa nhập với bạn bè và phát triển được khả năng của bản thân mình? Mà ở Việt Nam, những ngôi trường dành cho trẻ tự kỷ thì lại không phổ biến, cho nên phụ huynh ít biết phải đến đâu để tìm sự hỗ trợ. Hiểu được điều này, cô Lê Thị Chính Lan, hiệu trưởng trường mầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc, chính là điểm tựa tinh thần dành cho nhiều ông bố bà mẹ có con tự kỷ. Cách đây 20 năm khi biết con mắc chứng tự kỷ, chị Lan tìm mọi cách chữa trị cho con. Ở đâu có bác sĩ giỏi, phương pháp điều trị hay, vợ chồng chị đều đưa con đến. Chị còn lên mạng tìm hiểu thông tin và nhờ các chuyên gia ở nước ngoài tư vấn. Nhờ sự kiên trì không mệt mỏi của chị, bệnh của con trai chị có chiều hướng tiến triển tốt. Từ trải nghiệm của bản thân,
chị Lan không ngần ngại chia sẻ với các phụ huynh có con tự kỷ những hiểu biết của mình trong nuôi dạy trẻ tự kỷ. Đã có rất nhiều phụ huynh làm theo hướng dẫn tư vấn của chị mà thành công. Và những thành công trong nuôi dạy trẻ tự kỷ thúc đẩy chị Lan mở trường dành cho trẻ tự kỷ vào năm 2006. Cái trẻ tự kỷ của mình thật ra không phải là bỏ đi. Các bạn ấy có rất là nhiều những cái mà người bình thường mình nhiều khi không có được. Thành ra là nếu mà can thiệp, hỗ trợ sớm thì bạn ấy sẽ phát huy được những cái khả năng còn lại, những cái giá trị của bản thân và có thể là tự chăm sóc được mình. Đôi khi lại cũng thể làm được những việc giúp ích cho xã hội nữa. Không chỉ tự trau dồi kiến thức về ngành mầm non, bản thân chị Lan còn tìm đến các bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 để học về tâm lý lâm sàng trẻ em, chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật. Chị cũng thường xuyên mời các chuyên gia tâm lý, các bác sĩ ở những bệnh viện chuyên khoa tại thành phố Hồ Chí Minh để về tập huấn cho giáo viên phụ huynh, tổ chức các buổi hội thảo để phụ huynh giao lưu chia sẻ việc nuôi dạy trẻ tự kỷ. Cô Lan là một người rất tâm huyết với lại cái giáo dục, đặc biệt là đối với những cái trẻ tự kỷ. Thế thì cũng từ cái tâm huyết cô đã bỏ tiền, bỏ kinh phí ra và tập hợp đội ngũ các cô giáo là những người yêu trẻ, say mê với cái việc giáo dục trẻ, đặc biệt là những cái trẻ tự kỷ. Từ năm 2009 đến nay, bình quân mỗi năm cơ sở mầm non Phước An đã giúp từ 4 đến 8 trẻ tự kỷ hòa nhập và học tập tốt ở các trường tiểu học dành cho trẻ bình thường. Niềm vui lớn nhất đối với chị Lan và các đồng nghiệp là học sinh của mình hòa nhập tốt với cộng đồng. Và đó cũng là động lực để chị dốc sức bền bỉ với hành trình đầy gian khó lắm gian nan, đưa những đứa trẻ bị mắc chứng tự kỷ trở lại với đời. Thưa quý vị, rác thải đang là vấn nạn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Có nhiều giải pháp được đưa ra, một trong số đó chính là tái chế rác thải. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, vấn đề tái chế rác thải hiện nay ở nước ta có rất ít người quan tâm. Không như nhiều người khác, một người đàn ông tại thành phố Hồ Chí Minh đã làm một việc rất thú vị để tái chế những loại chai lọ đã bỏ đi sau khi sử dụng hàng ngày, vừa bảo vệ môi trường, vừa giáo dục con cái lại có tính nghệ thuật cao. Đó chính là sử dụng chai lọ đã qua sử dụng, làm đồ dùng trong nhà. Sau đây xin mời quý vị ghé thăm ngôi nhà đặc biệt có 102 ở Việt Nam này nhé. Đây là ngôi nhà của anh Đinh Nguyên Bình, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ các vật dụng trong nhà đều được anh Bình tái chế từ các chai lọ đã qua sử dụng. Anh đặt tên cho ngôi nhà của mình là ngôi nhà cho lại, độc lái là ngôi nhà chai lọ. Với niềm đam mê nghệ thuật tái chế các chai thủy tinh đã qua sử dụng, hơn 15 năm nay, anh Bình đã chế hàng chục ngàn chai lọ thành các đồ vật vô cùng độc đáo. Anh cho biết toàn bộ ý tưởng về đồ vật tái chế để xuất phát từ tình yêu dành cho gia đình. Tôi làm thì nó để nó kỷ niệm một số cái ngày kỷ niệm của gia đình, chẳng hạn như là sinh nhật của bà xã thôi chẳng hạn, hay là sinh nhật con, hay là kỷ niệm ngày cưới, hay là một cái ngày lễ gì đó của gia đình, thì mình sẽ làm một cái món đồ gì đó mà để kỷ niệm thôi. Mình cũng muốn giáo dục cho con mình nó ý thức về cái bảo vệ môi trường, hay là nó phụ bố này phụ bố kia thì nó cũng có nâng, giống như là nó chia sẻ cái tình cảm trong gia đình với nhau thôi. Đó là một cái cách để mình giáo dục con cái mình thôi. Vốn là chủ kinh doanh đồ cơ khí, anh Bình tận dụng các loại máy móc tại nhà để tái chế những chai thủy tinh thành vật dụng trong gia đình. Tất cả các phòng trong căn nhà 3 tầng của gia đình anh đều chứa các đồ dùng tái chế. Để làm các vật dụng trong gia đình, anh Bình thường chọn các loại chai dày, bền để đảm bảo độ an toàn. Những chiếc chai thủy tinh được anh tái chế thành con chuồn chuồn, bàn ghế, bình hoa trưng bày tại nhà. Tại tầng 2, anh thiết kế một quầy bar nhỏ cùng bộ bàn ghế và dàn đèn chiếu sáng bằng các loại vỏ chai thủy tinh. Ngoài niềm đam mê với chai thủy tinh, anh Bình còn sưu tầm nắp nhựa các chai nước ngọt đã qua sử dụng. Tất cả nắp chai đủ màu sắc được anh sắp xếp thành những bức tranh khổng lồ trên tường nhà. Tại phòng khách, anh trưng bày bức tranh chủ đề gia đình được kết từ hơn 3.000 nắp chai nhựa. Đặc biệt còn có bức tranh chân dung của Tổng thống Mỹ Obama làm từ hàng ngàn nắp chai. Những lúc rảnh rỗi, anh Bình còn tái chế những tiếp sắt, vòi nước thành những món đồ sinh động. Cái mà tôi tâm đắc nhất mà tôi cũng là làm khó nhất là cái giường của tôi. Cái giường này thì nó cũng rất là đặc biệt, tại vì cái kích thước của nó rất là lớn. Kích thước của nó là đến 2m2 lận. Và từ đó nó kéo theo một số khó khăn. Ở đó cái giường là làm để kỷ niệm 10 năm ngày cưới đó. Nên cái mức độ mà chính xác để mà gắn kết những cái chai lọ vô với nhau, hay là khó từ những cái nệm, cái ra, hay là những cái gì mà gọi là hầu như trên thị trường nó không có sẵn, mà mình phải tự làm hết.
Anh Bình chia sẻ thời gian tới sẽ tiếp tục sưu tầm và tái chế nhiều sản phẩm mới từ vỏ chai thủy tinh, nắp nhựa và đồ kim loại. Mục đích của anh khi làm việc này là niềm đam mê từ bé, đặc biệt là giáo dục con cái biết cách bảo vệ môi trường. Kính thưa quý vị, ở Thái Bình có một doanh nhân cũng là một kỹ sư cơ khí có một niềm đam mê kỳ lạ nhiều năm qua. Ông đã tự bỏ tiền túi chế tạo hai chiếc tàu ngầm với nhiều tính năng và công nghệ vượt trội. Dưới sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng và Lực lượng Hải quân Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Hòa đã thử nghiệm tàu ngầm Hoàng Sa tại khu vực biển tỉnh Quảng Ninh. Thông tin mới nhất và cũng rất thú vị mà chúng tôi vừa nhận được, cha đẻ của tàu ngầm tự chế Trường Sa 1 và Hoàng Sa đang cùng các đội ngũ kỹ sư bắt tay vào chế tạo tàu ngầm mang tên Trường Sa 2 với chi phí hơn 10 tỷ đồng. Quả là một niềm đam mê đắt giá. Ông Nguyễn Quốc Hòa, 58 tuổi, giám đốc công ty cơ khí Quốc Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi thử nghiệm thành công tàu ngầm Hoàng Sa trên vùng biển Quảng Ninh, đã cùng với đội ngũ kỹ sư đã bắt tay vào thiết kế tàu ngầm Trường Sa 2. Tàu ngầm Trường Sa 2 mang hình dáng giống tàu ngầm Kilo của Việt Nam từng mua ở nước ngoài về. Theo thiết kế, tàu Trường Sa 2 dài 9 mét, nặng 22 tấn, chiều cao bên trong thân tàu là 1,8 m, sức chứa tối đa 6 thủy thủ đoàn, bán kính hoạt động khoảng hơn 500 hải lý. Tàu có vận tốc 35 km mỗi giờ, lặn sâu 250 m và tầm hoạt động 3.000 km ở ngoài biển. Ông Nguyễn Quốc Hòa vốn là một nhà chế tàu máy nổi tiếng phía Bắc. Vào năm 2013, ông Hòa cùng đội ngũ kỹ sư chế tạo tàu ngầm mini Trường Sa 1 với công nghệ AIP, hệ thống tuần hoàn khí độc lập, được nhiều nhà khoa học trong nước đánh giá cao. Đến năm 2015, ông tiếp tục chế tạo tàu ngầm mini cải tiến mang tên Hoàng Sa với nhiều tính năng và công nghệ vượt trội, có thể chạy ngầm, lặn sâu và nổi lên mặt biển nhịp nhàng. Sau 3 năm thai nghén và được sự giúp đỡ của nhiều nhà khoa học kỹ sư trong và ngoài nước, ông Hòa đã khởi động đóng mới tàu ngầm Trường Sa 2 vào tháng 5 năm 2018. Ông Hòa cho hay tàu ngầm Trường Sa 2 sẽ khắc phục các lỗi của hai tàu ngầm mini trước đây. Liên quan đến những vụ trộm tài sản là một tình huống cảnh giác vừa được cư dân mạng chia sẻ lên mạng xã hội Facebook. Một người phụ nữ vào tiệm tạp hóa ra tay trộm sữa trong tích tắc. Chủ tiệm ở đâu mà để xảy ra vụ trộm dễ dàng như thế? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Người phụ nữ có lẽ là chủ tiệm ngồi cân hàng hóa ngay trong cửa tiệm, nhưng nữ quái vẫn có thể tiện tay lấy liền mấy hộp sữa hộp trong tủ kính. Vì hàng hóa chất cao, sữa lại để ở bên bị che khuất tầm mắt, nên nữ đạo chích dễ dàng lấy đồ như chúng không người. Vụ việc được cho là xảy ra ở Bình Đại, Bến Tre. Anh Minh Phương có còn nhớ ca khúc Apple Band từng gây sốt khắp châu Á vào năm 2016 không? Tất nhiên là Thủy Tiên, và cũng tiết lộ nhỏ cho Thủy Tiên biết thì Minh Phương cũng là một fan cũng như là thuộc nằm lòng bài hát vui nhộn này. Nếu đã quen thuộc với ca từ Apple Band thì ngay sau đây xin mời anh Minh Phương cùng với quý vị khán giả thưởng thức Apple Band, một phiên bản đặc biệt được trình diễn tại Việt Nam. Biko Taro, tên thật là Kosaka Kazuhito, ông nổi tiếng ở nhiều nước châu Á sau khi band Pinapo Apple Band gây sốt vào cuối năm 2016. Sau gần 2 năm ra mắt, video bài hát đạt hơn 217 triệu lượt xem trên YouTube. Từ đó Biko Taro được truyền thông gọi là hiện tượng Apple Band. Mới đây nam ca sĩ đã xuất hiện trong đại nhạc hội Việt Nhật. Ông khiến khán giả thích thú khi diện bộ đồ màu vàng, họa tiết da báo quen thuộc, biểu diễn bản hit Apple Band, phiên bản đặc biệt của band Pinapo Apple Band. Ca từ nói về tình bạn của hai nước Việt Nhật, nghệ sĩ 45 tuổi cũng nhận được nhiều lời khen bởi lối nói chuyện hài hước, vũ đạo độc đáo. Thưa quý vị, khán giả yêu thích phim Hàn Quốc chắc hẳn không xa lạ với tài tử Han Ji-suk, nam chính trong tác phẩm Giày Thủy Tinh, từng gây sốt tại Việt Nam vào những năm 2000. Xin chia sẻ một thông tin vui cho những khán giả yêu mến Han Ji-suk. Sắp tới đây, Mỹ Nam này sẽ sang Việt Nam kết đôi cùng nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ trong một dự án điện ảnh. Thiên Đường là tác phẩm điện ảnh do Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác sản xuất. Bộ phim đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ khán giả bởi dàn diễn viên đình đám như Han Jae-suk, Yoo Han-sun, Lý Nhã Kỳ, Kim Tuyến. Đây là thông tin làm nhiều người rất bất ngờ và vui mừng bởi tại Hàn, Han Jae-suk được xem là ngôi sao hạng A với phong độ diễn xuất ổn định, không scandal và được khán giả yêu quý suốt hơn 20 năm. Được biết trên Thiên Đường, Han Jae-suk đóng vai chàng họa sĩ si tình và là người chồng màn ảnh của Lý Nhã Kỳ. Đây hứa hẹn sẽ là một bộ phim đáng để khán giả Việt mong chờ. Nữ ca sĩ Orange nổi lên như một hiện tượng trong làng nhạc hip hop khi thể hiện thành công ca khúc Người Lạ Ơi cùng với ca sĩ Karik. Và mới đây, cô còn khiến khán giả bất ngờ khi thử sức với dòng nhạc Bolero, khoe chất giọng không kém phần ngọt ngào.
Ca khúc Người Lạ Ơi gây ấn tượng với chất nhạc hip hop, soul R&B. Người Lạ Ơi mang đến một làn gió mới cho khán giả yêu nhạc trong bối cảnh nhạc rap ballad đang thịnh hành. Từ đó cũng đã giúp giọng ca của nữ ca sĩ Oran được khán giả biết tới nhiều hơn. Mới đây Oran gây bất ngờ khi thử sức với dòng nhạc bolero. Nữ ca sĩ chọn thể hiện ca khúc Vùng Lá Me Bay. Tuy là lần đầu hát bolero trên sân khấu, nhưng với sự tự tin cùng giọng hát giàu cảm xúc, cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì không nghĩ cô có thể hát được dòng nhạc này. Thưa quý khán giả, sở hữu một chú chó hiền hòa, một con mèo xinh xắn có lẽ là niềm vui của không ít người. Không chỉ vậy, một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng việc trẻ nhỏ tiếp xúc với thú cưng sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với sự phát triển, nhất là về nhân cách. Thế nhưng song song đó lại tiềm ẩn không ít mối nguy hiểm. Thực tế thì thời gian qua đã xảy ra liên tiếp những trường hợp thương tâm cho trẻ mà nguyên nhân xuất phát từ những vật nuôi này. Nuôi thú cưng, đặc biệt là chó mèo, có cần những giới hạn hay không? Nếu không may bị chúng tấn công thì cần xử lý như thế nào sẽ là nội dung mà chúng tôi đề cập ngay sau đây. Những năm gần đây, trào lưu nuôi thú cưng nở rộ, đặc biệt là những giống ngoại nhập. Đối với nhiều người, nuôi thú cưng không chỉ là niềm vui mà còn là đam mê. Họ thích thú với việc chăm sóc, huấn luyện hay thậm chí nói chuyện với chúng như những người bạn. Mình yêu thích thú cưng nên vậy khi mà chơi giỡn với nó thì cũng lâu lâu cũng có bị nó tấn công. Không tiếp xúc nhiều nhưng mà cũng rất là thích nuôi. Không đề phòng nó nhiều lắm. Cũng xem nhiều đoạn clip thấy thú cưng tấn công người đi đường nhiều á. Nên cũng cảm thấy là cần phải có biện pháp để thuần hóa và bảo vệ người khác nhiều hơn. Đẹp, độc lạ. Thế nhưng không phải tất cả chúng đều vô hại. Liên tiếp trong thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm từ chính những loài vật nuôi này. Mới đây, một người đàn ông ở Hà Nội bị chó nhà cắn, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốc rất nặng, hôn mê sâu và đã tử vong ngay sau đó. Đây không phải là trường hợp đáng tiếc đầu tiên xảy ra đối với những gia đình nuôi thú cưng. Trước đó vào ngày 19 tháng 7, một bé gái 8 tháng tuổi tại Hà Nội bị con chó ngao nặng 40kg nuôi trong nhà tấn công và cũng đã tử vong. Rõ ràng, chó mèo vẫn là những thú nuôi. Cho dù con người có thuần quá đến mức nào thì cũng phải dè chừng tính hoang dã, còn ẩn náu sau dáng dốc hiền lành thường ngày. Bởi chúng có thể nổi điên, tấn công người bất cứ lúc nào mà không thể lường trước. Theo thống kê của Cục Thú Y, vào năm 2016, cả nước có hơn 400.000 người bị chó cắn, 91 ca tử vong do bệnh dạy vì chó cắn. Và trong 3 tháng đầu năm 2017, cũng đã có 12 người tử vong do bệnh dạy. Nguy hiểm hơn, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương khi vật nuôi tấn công, bởi đa phần trẻ nhỏ thường không ý thức được hành vi của mình. Khi đùa giỡn với thú cưng, trẻ thường có khuynh hướng nắm đuôi, kéo tay, giật ria, cấu déo. Điều này rất dễ khiến động vật, dù là loài hiền nhất, cũng sẽ có lúc nổi điên. Súc vật nó cắn nó có nhiều lý do. Một là mình làm kích động cho nó, hay mình làm nó giật mình thì nó cũng cắn theo bản năng của nó. Cái vấn đề thứ hai nữa là nó lên cơn dại thì nó cắn. Đó, thì cái việc cắn như vậy nó sẽ gây ra cho mình 3-4 cái vấn đề. Cái đầu tiên nhất là tổn thương về mặt tinh thần. Cái vấn đề thứ hai nữa là khi bị cắn vậy thì nó có một cái tổn thương về mặt thể xác. Ở viện thỉnh thoảng vẫn gặp những cái trường hợp nặng, nó cắn gần như là tróc hết cái da đầu hay là nó cắn nát cái khuôn mặt. Thì sau này dù cho là mình có làm cái gì đi nữa thì vẫn để lại một cái vết sẹo. Vấn đề thứ ba nữa là đối với động vật, súc vật nữa cắn nó là gây ra bệnh dại, là một căn bệnh rất là nguy hiểm mà hiện thời mình không có thuốc trị và hoàn toàn có thể dẫn đến tử vong. Không thể phủ nhận những mặt tích cực mà thú nuôi mang lại. Tuy nhiên, việc chăm sóc và chơi đùa với chúng không đúng cách có thể gây ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhất là trong lúc đùa giỡn, thú cưng có thể gây ra những vết cào xước, lây truyền những mầm bệnh nguy hiểm sang người. Đơn giản thường nhất mình hay gặp là cái loại sán dãy. Cái vấn đề thứ hai, một trong một số cái trường hợp nữa là cái con dung đũa chó hay dung đũa mèo. Thì bình thường nó sống trong những con chó hay con mèo á, nó là một cái con ký sinh trùng bình thường. Nhưng mà khi mà nó ký sinh vô trong người á, nó do cái cơ thể cấu trúc của ruột người nó không giống như ruột chó mèo, thử nó về trong người thì nó sẽ không sống trong đường ruột con người mà nó có thể đi lạc chỗ. Và khi lạc chỗ vậy thì chẳng hạn như nó lên trên não rồi này kia, nó gây tổn thương não thì cũng nguy hiểm đến tính mạng. Để đảm bảo an toàn cho các thành viên, nhất là trẻ nhỏ, người nuôi cần đặc biệt lưu ý. Nhà có trẻ sơ sinh hoặc dưới 3 tháng tuổi không nên đưa thú cưng lại về nuôi. Khi nuôi thú cưng phải tuân thủ việc tiêm phòng cho thú một cách nghiêm ngặt, trang bị đầy đủ rọ mõm và dây xích dù nuôi trong nhà. Đối với trẻ dưới 5 tuổi, tuyệt đối không cho trẻ một mình tiếp xúc với thú cưng. Tránh chọc phá, nắm đuôi,
dùng đồ vật hoặc thức ăn đùa giỡn, chọc vào người thú. Dạy trẻ cách yêu thú cưng. Thêm một điều cần lưu ý là nếu bị thú cưng tấn công, người dân tuyệt đối không nên dùng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc, các bài thuốc dân gian để trị. Trong trường hợp bị chó mèo cắn, cần phải theo dõi con vật trong 10 ngày và tiêm phòng dại nếu con vật có triệu chứng nghi ngờ dại. Đối với súc vật cắn, không thể theo dõi được thì cần tiêm phòng dại ngay. Tiêm phòng uốn ván trong vòng 48 giờ nếu chưa được tiêm chủng đầy đủ quý vị nhé. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Những thông tin phản ánh xin quý vị gọi về số điện thoại đường dây nóng 0898 45 4244. Ngoài ra để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào trang Facebook Miền Đông 24 giờ. Chúc quý vị một buổi tối nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Miền Đông 24 giờ ngày mai trên kênh BTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương.